Hello cô chú chưa? Con muốn ăn gì? Rồi, hãy mình ra. Hôm nay chị ăn cơm với trứng nha cô chú ơi. Rồi, hấp miếng nước canh vô con. Hấp miếng nước canh vô. Hấp miếng vô cho dễ nuốt nè. Giỏi, giỏi. Nhìn sao không chịu hấp nước canh. Nè, cơm vô nè. Mình ăn miếng cơm mình phải hấp miếng nước canh chứ. Hấp miếng nước canh vô. Hấp miếng nước canh vô đi. Đây nè, ngon lắm. Không chịu hả? Rồi nè, cơm nè. Chị thấy chị ăn giỏi chưa? Con ăn cơm với gì chay? Con cơm nước à. Hả? Con muối thật. Cơm với thật hả? Ừ. Con cuốn cơm chiến. Cơm với chiến hả? Ngon con. Cơm chiến với nước tương hả? Mày kêu con hấp nước canh không chịu, đi uống nước. Nè. Nè. Ăn chén này nha, chén này là no luôn á trời ơi, no căng bụng luôn á. Giờ mới có 9 giờ sáng rồi cô chú. Cây này dậy sớm cây này à. Đúng rồi. Này là chay không có ngủ nướng. Hôm nay là chay hết là mẹ em bé ngủ nướng ơi. 9 giờ sáng rồi kìa. Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà trưa nay là thế nào cũng ngủ trưa. Mà quất một giấc ngủ trưa là từ hơn 3 tiếng đồng hồ trở đi. Không chứ không có đơn giản. Lỡ ngủ rồi phải ngủ sao cho đúng bài bản chứ chay hả? Đó cô chú ơi, bây giờ chay ăn nuôi nữa nha cô chú nha. Đó cô chú coi chay à. Đó con ngồi ăn nuôi kìa. Đó bây giờ cô chú coi chay này nha. Ừ. Rồi chay hả, mình ăn cho cô chú coi. Đó, thấy chưa? Chú thấy chưa? Con nó ngồi tướng nó kìa. Góc bàn này góc bàn của chay á. Cái ghế đó đâu có chặt chậu gì đâu mà ưng ngồi kiểu đó đó chơi chứ. Không yên á. Rồi, miếng nữa nè cho cô chú coi nè, vô, thôi cho cô chú ăn đi. Không. Ừ, không thôi để chay ăn. Ngon quá. Ngoài nó ngon quá kìa. Nấu quen dạ. Ôi giời. Chay ăn nữa nè cô chú ơi. Bây giờ là chay ăn bún nha cô chú. Trời. À dạ mẹ thổi. Rồi nè, cho cô chú ăn nè. Đúng rồi, dễ quá. I drank a lot of water today, baby. That's good. That's good. Alright, so kick some butt. Nè con. Hút vô, đúng rồi. Thấy khăn chùi. Đó, thấy khăn chùi miệng nè. Giỏi quá, cô chú thấy chay ăn giỏi chưa? Ngon không con? Ngon không? Cái miệng đâu? Trả lời mẹ.
Rồi hỏi cái miệng đâu, lấy tay quẹt miệng. Trời ơi, con ngồi chống tay anh Cam, suy nghĩ coi cái miệng đâu. Nhức nhức. Daddy, can she have some water, please? You would like some water? She wanna... Nè, ăn miếng này, ăn miếng này, ăn nước. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Okay. Rồi, ăn miếng bún vô nè con. Bún ngon vô nè. Thấy chưa, cô chú thấy chưa? Đừng có đụng vô một chí. Thấy chưa, cô chú có thấy gì chưa? Chày ngoan lắm á. Ăn này, ăn chua chua cái mỏ mét mốt ra kìa ha. Không phải ai ăn mà cũng được cái chua cái mỏ mét mốt ra vậy đâu. Mình cho gần gần lại cho cô chú coi nè. Rồi, nè. Hả miệng, nhìn đây, nhìn đây. Hút vô. Đó, cô chú thấy chưa? Thấy chưa, cái mỏ mét mốt chưa? Chay cho cô chú coi mỏ mét mốt coi. Chạy cho cô chú coi mỏ mét mốt. Quay qua. Lại đây, lại đây, lại đây. Hôm nay mẹ giao cho con nhiệm vụ đeo cái micro này nghe chưa? Từ từ, từ từ, từ. Để mẹ gắn vô cho, rồi con nói chuyện cho cô chú nghe nghe chưa? Rồi, ok, đi. Đi. Ê, khoan, khoan, chào mẹ chút, chào mẹ chút. Ok. Để nói chuyện coi, alo 1234 coi cô chú nghe không? Bấm bì nghe không? Alo 1234. Hello, bấm bì 25. Bấm bì 25 phải không? Rồi, ok. Rồi, đi, đi ra con. Dạ. Chơi hơi đẹp đẹp một chút, mẹ cho chơi đi ra ngoài chơi nha. Dạ. Đi với con. Ừ, mẹ đi với con chứ mẹ đâu ở nhà đó. Con muốn gì? Con muốn chơi đó hả? Thôi đi, đạp, đạp xe đạp đi chơi đi. Không. Con muốn làm gì? Chơi nè. Con muốn chơi này, muốn dọc nước phải không? Dạ. Thôi tự nhiên cái đi ra đây đứng dọc nước là sao? Thôi đi vòng vòng sớm chơi đi con. Không. Đây, đi vòng vòng sớm chơi đi kiếm cái lắp kì. Đúng rồi. Đi kiếm lắp kì. Coi chừng vậy là gió đó, coi gió là cô chú không có nghe đó. Bỏ túi đi con, bỏ túi đó đi. Bỏ túi đi. Con chịu bơi xuống. Ừ đúng rồi, bỏ túi đó đó. Nhẹ, túi nè, đó, bỏ vô. Đúng rồi. Rồi nói gần gần cho coi để. Nay cho chơi cái nhiệm vụ là có cái micro. Hai chi, hai chi mà. Hai chi nữa. Đó chơi, đừng có chơi đó chơi. Trời lạnh đừng có dọc nước chơi à. Chừng nào ấm ấm đi rồi mẹ cho. Đi con. Đi kiếm Lucky. Lucky ơi. Lấy xe đạp. À lấy xe đạp phải không? Dạ. Rồi ra ra mày lấy xe đạp cho. Ra. Lấy xe đạp. Move, move. Ok. Rồi. Xe đạp. Không, xe đạp. Á, ố. Gì? Hả, xe đạp là xe đạp. Xe đạp dơ rồi hả? Không bò kêu. Được. Điều khiển. Đó. Đường nào là con tự bẻ lái đó. Bên phải con rẽ bẻ lái con bên phải, bên trái đúng rồi. Bên trái con bẻ lái con bên trái đúng rồi. Ủa sao Amazon nói gì chứ xe? Xe đạp khác mà tôi tới giờ chưa về ta đang nghe thấy rồi. Bye bye chim. Đạp đi con, ráng đạp đi con. Ai chim? Con.
con để nghe. Chân lên, con để chân lên rồi bạn đạp đi, mẹ đẩy con ghé hả. Ờ, cái con đó là cái con, mấy cái con này là gọi là mấy con gọi là con gì vậy? Mấy con muỗi, con ruồi rồi đó con. Trời mà giờ vậy nè. Đó xin làm gì vậy? Trời mà có nắng ra đường mới hứng thú cho trời. Chưa ngồi ghế nè. Lên ghế ngồi chơi chút. Trời ơi, con đứng kiểu gì vậy trời. Chơi. Ừ, chưa. Ai bay rồi. Này. Này, ABC. Có ABC cháu. ABC trong nhà hả con? Con nhớ không? Mưa đó nên mình phải bỏ ABC trong nhà. Không ai ướt ABC thì sao? ABC sao mà? Hả? Ủa, ABC rồi. Ủa, sao ạ? Thôi ABC. Ủa, ABC trong nhà. Bây giờ mà lấy nguyên cái đó ra là hết giờ, hết ngày. Chơi, chơi, coi mấy con vịt kìa chơi. Thôi chơi, chơi, chơi. Đi ra ngoài kia chơi không? Dạ. Chào mẹ, chào mẹ. Mày hết chú rồi. À, hết chú rồi à. Hồi bữa con ra đây con thấy chú kia đứng bắt cá phải không? Hôm nay con ra con không thấy, con nói hết chú rồi phải không? Từ từ, chơi nó nhảy chưa? Có nhảy không? Con có nhảy không? Sợ. Ờ, không sợ. Cô chú ở đó, cô chú lo. Lo đi chơi là sợ chơi ấy. Không, hỏi nhảy không? Không, sợ. Mình sợ biết gì không, sợ cái gọi là cái giống như là cái chuyện mình không ngờ tới là trượt chứ là ấy thôi, chứ còn mà để cho dây mà tự động mà nhảy xuống là cái gì đó mà nguy hiểm thì mình thấy là hơi khó. Nhưng mà mình sợ là sợ cái tai nạn, đúng rồi, cái tai nạn thì không may mà lường trước được. Nhảy xuống đi chơi. Ừ. Sao vậy? Sao không nhảy xuống? Hay nhảy xuống sợ. À, con nhảy xuống con sợ hả? Sợ cá. Sợ cá. Trời ơi, tưởng nó sợ gì. Nó sợ con cá không à. Sợ. Ừ, nó chơi nhảy xuống chơi sợ cá nổi lên hết á. Con muốn ngồi lên cục đá chơi không? Ngồi lên cục đá chơi vui nè. Chơi lại đây. Lại đây mày nắm tay lên cục đá ngồi. Ngồi xuống.
Đúng rồi, ngồi đó đây nha, mẹ quay cho cô chú chụp chị chạy tóc hình nha. Rồi, cười coi. Nhìn đây cười, nhìn mẹ cười cái coi. Đẹp chưa cô chú? Đúng vậy. Làm gì nữa nè, làm gì nữa nè, chay làm số 2 nữa, làm số 2 nữa. Em kiếm. Ơi đừng đừng đừng. Ướt giày á, dơ giày. Chay à. Thôi đi lên đi con. Cho chú chụp được tấm hình rồi đi lên đi. Ướt giày chay ơi. Thôi ngồi đó đi, đúng rồi. Mẹ ngồi đây. À mẹ ngồi đây, mẹ ngồi đây. Okay. Mẹ ngồi đây. Mẹ ngồi đâu? Mẹ ngồi đây. Mẹ ngồi đây phải không? Ok. Chay ngồi bên kia ngồi. Được không má, té nha. Té nha. Cẩn thận nha. Dạ. Ừ. Hay hay giỏi. Rồi nhìn nhìn cô chú cái, cô chú chụp cho tấm hình nè. Cười cười. Cười đó, ừ giơ tay chào đó, thả tim ra gì đây. Chú ơi cứ thả tim kìa. Hiểu chưa? Rồi thả tim vậy ai thấy? Quá đẹp luôn chay ơi. Chú ơi, chú ấp. Cái gì? Như chú cá. Con có thấy con cá nào không? Dạ. Sao cá ăn gì? Đi đâu? Đi đi cá. Đi coi cá hả? Mẹ. Mẹ sợ. Sợ ghi ghê. Sợ ghi ghê hả? Sợ ghi ghê. Ừ. Sợ ghi ghê băng ghê. Ờ cũng sợ ghi ghê đằng kia hả? Ờ đằng kia có ghi ghê á. Ừ, con ngồi đó đi nha. Mẹ sợ ghi ghê. Ờ con sợ ghi ghê hả? Mẹ. Làm sao con? Mẹ. Làm sao? Anh nghe bắt nước kêu thiện. Hả? Anh nghe nước con đã xuống. À. Xả. À nước con mới nhảy xuống con xả phải không? Dạ. Đừng đừng có nhảy xuống nha chưa. Dạ. Ừ, con nhảy xuống dưới là nó lạnh lắm luôn á, là mấy con cá nó sợ nó chạy đi hết luôn á, nghe không? Ừ. Mình chỉ đứng mình coi thôi ha. Ừ. I love you Jay đi. Hi. Hi. Can you say hi to them? Ông à, bác hàng xóm đang đứng ở trên lầu. Mẹ đi có con. Mẹ đi đâu với con? So fast. Mẹ chán vậy. Mẹ đi với con bye size. Dữ vậy. Đời không đắng cay. Please.
Phải đi. Đi đâu con? Mẹ chị cho con. Hay đi vòng vòng sớm vuông chay. Vuông con. Em xe rồi. Đó đó chạy chạy. Cái chiếc xe đạp mẹ mua cho chay là giống chiếc này nè. Chị đi. Đó đó đó, cái chiếc mẹ mua giống chay nó giống vậy á. Cái chiếc màu đỏ đó đó. Trời ơi, mà hình như mẹ mua màu đỏ luôn hay gì luôn á trời. Mà lỡ đi chiếc xe này nhà mình mất cái tưởng mình nó cắt con khổ luôn. Xe đạp. Xe đạp đó mẹ mua cho con chứ giống như vậy đó đó. Sắp về rồi. Cái chiếc kia đẩy con nó phải khơm khơm người, còn chiếc này đẩy là không có phải khơm người. Cầm cái đứng lên cầm cây đẩy thôi. Ngọc mua cái mới đầu Ngọc mua chiếc xe màu đỏ đó trước. Ở trên Amazon đó nhưng mà các chị nhớ ra này không? Sao cô sợ anh? Tôi sợ anh. Mẹ con gì á? Con nào? À cái con đó là con ruồi. Con bư. Thôi bậy, trong này là cái người ta vẽ đó chứ con gì đâu. Ta vẽ yêu. Vẽ yêu chưa hả? Chạy. Dạ. Bye bye chưa? Bye bye gì? Mẹ muốn xe. À, muốn đi ra xe hả? Không. Không cái đời giờ làm biết gì luôn. Không đi đâu. Mẹ không đi đâu. Mẹ không đi đâu. Cái gì con? Ngồi xuống. À con muốn ngồi xuống rồi, ngồi xuống đi cho cô chú chụp tấm hình cho đẹp cái nè. Lâu quá cô chú chưa có chụp cái tấm hình nào hàng ghế đá xanh bằng cây. Mẹ ngồi xuống. Hả? Mẹ ngồi. Rồi con nhìn mẹ con cười tắm ơi. Mẹ chịu. Đi đâu? Mẹ chịu.
Hiểu không? Xe. Đợi chừng nào Út học xong Út thi xong rồi Út qua với con nha. Nha, đợi nha. Đợi chừng nào bớt dịch đi. Xe. À đi vô để xe phải không ha? À con đứng đó đi. Sợ hả? Sợ. Đứng dậy. Sợ. Đứng dậy. À đi vô đó đi. Ôi trời. Đi ok, con có sao không? Đi, con đi trước, mẹ đi sau chứ mẹ hai đứa mà đi đùng cùng với nhau là không có đứa nào quay được đứa nào hết á. Xe xích ra. Xe xích ra mà đi đường này ha. Cần quá. Coi nhảy qua thử coi nhảy được không? Nhảy qua, một hai. Ui trời ơi, giỏi ta. 1 2 3. Trời ơi giỏi quá. Đếm đi con. 1 2 3. Chắc. Giỏi quá. Cái ngọn nhà biết đuối luôn đây này. Đánh nửa nữa. Nửa nữa đây, đếm. 1, 2, 3, 4, 6. Sợ chú. Con sợ chú nào? Sợ chú này. Sợ chú nào? Chú trốn nữa. Sợ chú. Chú. Ngủ ba, đang ngủ Út. Ai nói nghe nè, bây giờ nói cho cô chú nghe mẹ tên gì? Mẹ tên Dư à. Tào lao. Họ ướt coi. Rồi, ướt quần rồi. Trời ơi, cô dân chơi mới chỉ cần đứng nè, cô chú chụp tấm hình đi dân chơi ơi. Nói cho cô chú nghe mẹ tên gì? Mẹ tên Dư Hoài. Mẹ tên Hoài. Wow. Mẹ tên gì? Nước rồi. Mà xe à, đứng dậy. Mẹ tên gì nó cô chú nghe lại lên. Từ từ. Mẹ đứng dậy. Rồi con nhảy nó phải không? Dạ. Rồi đếm đi. À, trời. Nhìn mẹ cái coi, nhìn mẹ. Nhìn 1, 2, 3, cười. Cái xe con quá. Con gì? Con gì á? Mẹ. Sợ con gì? Sợ con gì? Sợ. I love you, Katie. Say I love you too, mommy. Yeah. I love you, Katie. Yes. Chạy, không có gỡ tóc mẹ ra nha. Trời. Rồi rớt. Nghe chưa? Kẹp vô. Giờ không kẹp nữa phải không? Không kẹp giờ cô chú nghe mẹ nói đó nha. Đây nè, kẹp vô cho cô chú nghe chay nói nè. Come here. Không biết ai. I love you, chị đi. Trời ơi, cái cỏ này hả? Chị dưới ta còn nước không mà chị ơi. Mẹ ăn đi ra kia chiến. Đi ra đâu? Đi dưới nhà. Để mà bay ba nước xá bể. Để cái anh ngồi xuống mày. Ngồi xuống rồi. Ê, mày để mày lại cái ghế này mày ngồi nha. Rồi, mày ngồi. Hả? Mày
ngồi, không được ngồi. Không được ngồi chứ ngồi đâu? Không ngồi chơi. Ngồi đâu? Đây, lên kia ngồi đây. Sao? Mẹ ăn cơm ăn con kia. Đi đâu? Đi con kia. Đi con kia vâng, rồi đi trước rồi mẹ đi sau. Ngồi xuống. Con ngồi xuống đây phải không? Dạ, ngồi xuống đây mà. Không ngồi. Không ngồi. Ngồi ngồi kia. Ngồi đến cỏ hả? Dạ. Trời ơi. Ngồi đến cỏ ướt quần. Ê, đây ướt quần. Ướt quần. Ngồi xuống. Ngồi xuống cỏ phải không? Rồi ok. Ok. Nè, không ăn chú xí, ngồi xuống. Nè, xí ca. Cái gì? Xí ca. À? Trời ơi, con làm á, con làm. Ngồi xuống. Quay cái máy rồi cô chú chóng mặt luôn á trời. Ngồi xuống, ngồi xuống. Wow, cái tàu nó chạy kìa. Đó trời, mốt mốt tàu mình về là mình mẹ chở con chạy vậy nghe trời. Dạ. Ừ. Đi. Cái gì con? Chạy.